Tao bật cái hình người lên đây, muốn bật hình người lên không? Được Để thấy không? người. Không biết cách bật không? À, đó là tắt đó hả? Đúng rồi, Ừ. tắt ray tracing phải xem. Đứng ngay đây. Rồi có thấy gì không? Được không? Rồi, rồi. Tắt ray tracing đi, tắt. Tắt RTX xem. Tắt RTX. Tắt RTX. Tắt người. Rồi đi đi, tới đi. Đi đi. Rồi bật RTX nha. Chứ đừng có trách Ta. nữa. Ok, rồi đi tới chứ chút xíu đi rồi ba bật lại. Rồi nhìn bên tay trái đi. Rồi 1 2 3 bật lại. Thank you.
Thank you.
Cho làm xem bạn chơi thế đẹp không? Cái màn lại cho đỡ chói nha. Ngồi thẳng đưa lưng lại coi. Mở lên cho nó đẹp coi. Mở ray lên cho đẹp đi con. Cái gì? Mở lên cho nó đẹp á. Đó, cho màu nó đẹp, chú Lâm xem thử xem. Cái này là bật á hả? Dạ. Mở trong phòng kia. Này là tắt mà. Cái nó mở. Để đang mở rồi nè, Lâm nhìn thấy bóng không? Bóng không nè, thử tắt này. Để lên tắt chú Lâm coi nha con. Lâm tưởng vậy là mở. Không. Nè tắt là nó không có gì hết nè, bình thường Minecraft là vậy đó. Ê, để bên em chết rồi bên em nãy giờ ghi âm màn hình bên em. Chưa xoay.